Đội trưởng, anh nhìn đi. Lại là anh lính giải ngũ đó. Các tổ chú ý, trên tàu có thuốc nổ, không được nổ súng. Lính bắn tỉa chú ý, phải bảo vệ anh lính đó. Anh ấy không phải thành viên xã hội đen. Rõ. Đứa nào? Đứa nào? Bắt hắn lại. Mau bắt hắn. Phim được dịch và lồng tiếng tại iFilm TV. Tất cả đừng động đậy. Đừng bước tới. Đừng bước tới. Cô gái người qua kia đang ở đâu? Ở đâu hả? Đang ở trên khoang tàu. Ở khoang tàu. Mày là ai? Nói gì hả? Này, lính bắn tỉa chú ý, lính bắn tỉa chú ý, bắn tay súng mai phục trên nóc tàu. Mau cho tàu chạy. Tôi ra. Thanh Nhàn, đi chết đi. Đội trưởng, Sô Tôn bỏ chạy rồi. Có cần liên hệ cảnh sát đường thủy không? Không kịp đâu. Quẹt ra khỏi cửa sông là ra khỏi biên giới. Bên đó là phạm vi thế lực của các phần tử vũ trang, không thể hành động mạo hiểm. Thông báo với các anh em thu đội, cứ vậy mà để Sô Tôn bỏ chạy sao? Bỏ chạy chưa chắc. Lần này hắn đã cắn nhầm một con sói hung hãn. Sói hung hãn? Anh đang nói tới người lính giải ngũ hay làm rối hành động của chúng ta sao? Anh ta vẫn còn sống à? Báo với chim ruồi, nếu như anh chàng đó thực sự vẫn còn sống thì ráng sức bảo vệ anh ấy. Rõ. Đại ca, hành động thôi. Phim được dịch và lồng tiếng lên iFilm TV. Mau lên, mau. Mấy người làm gì vậy? Mau lên, mau. Thanh Nhàn, rừng nhiệt đới ngoài biên giới. Đây là đâu? Không cần sợ, có Quân Tan. Cậu tên Quân Tan hả? Biết nói tiếng Hoa. Đương nhiên biết. Tôi là người Miến Điện gốc Hoa. Nào, cái này là gì? Giúp anh cầm máu. Vết thương rất lớn.
Rồi nằm xuống đi. Cậu cứu tôi kiểu gì? Là anh cứu tôi. Tôi đã bóp cổ anh. Người anh em, nhà cậu ở đâu? Sao lại trả ơn kiểu đó? Phải mạnh hơn nữa. Đúng rồi, bóp tiền của anh ướt hết rồi. Tôi vừa mới hong khô cho anh. Cô gái trong hình là ai vậy? Vợ sắp cưới của tôi. Người yêu hả? Đẹp quá. Hai người đám cưới chưa? Lần này bận đi lính, đợt này sẽ về đám cưới. Nhìn hai người đẹp đôi thật đó. Thanh Nhàn, Đức Vinh, anh về tới rồi, em ở đây nè. Mau lên. Mấy người làm gì vậy? Mau lên, bác Tài mau dừng lại, bác Tài. Thanh Nhàn. Cô ấy từng cứu tôi. Cậu từng gặp cô ấy? Gặp ở đâu? Trên tàu. Chúng tôi bị nhốt chung với nhau. Tay chân lanh lẹ lên. Vào trong. Tốt nhất hãy ngoan ngoãn, nếu không ta sẽ rạch nát mặt mày. Ngoan ngoãn đó. Ai vậy? Nước. Cô ấy lấy nước cho tôi uống. Cô ấy rất tốt bụng, giống hệt Bồ Tát. Nước, tôi muốn uống nước. Sau đó tàu phát nổ, tôi không biết gì nữa. Tại sao chúng nhốt cậu? Tôi sống trong một ngôi làng nhỏ ở Miến Điện, cùng với mẹ và chị gái. Chúng tôi nương tựa lẫn nhau. Nhà tôi nghèo, nhưng cuộc sống vẫn tạm ổn. Sau đó mẹ tôi bệnh nặng, cuộc sống trở nên vất vả hơn. Em trai,
Ăn cơm thôi. Em vô liền. Chị, có món gì ngon vậy? Đồ ngon lắm, mau ăn đi. Món gì ngon? Toàn là món em thích ăn. Thật không? Có cháo trắng nè. Còn có cải bó xôi với trứng gà nữa. Đói quá đi. Có hai quả trứng gà. Trứng gà kìa, thích quá. Ăn nhiều vô nha. Cảm ơn chị. Chị ăn đi. Ăn nhiều vô nha. Cảm ơn chị. Mau ăn đi. Đổ đầy mồ hôi rồi kìa. Không sao, em không thấy nực. Chị đem đồ vô cho mẹ nha. Mẹ, mẹ thấy ổn chứ hả? Nhưng có một hôm, có một kẻ tên là Sotun tìm tới làng, gạt chị tôi đi làm nô lệ. Chị ơi, không cho chị ấy về nhà. Chị ơi, chị ơi. Chị ơi, chị ơi, chị ơi, em ơi, nhớ giữ sức khỏe. Chị ơi, em ơi, chị ơi, em ơi. Sau đó, mẹ tôi bệnh nặng, rồi qua đời. Người trong làng cho tôi mượn tiền, kêu tôi đi tìm chị gái, nhưng không tìm được. Mấy tháng trước, có một người trong làng nghe ngóng được tin tức của chị tôi. Vậy là tôi đi tìm chị ấy. Tôi gặp đám người của Sotun, nhưng chúng không nói cho tôi biết, lại còn đánh tôi. Nhưng chúng không đánh lại tôi. Vì vậy chúng bỏ thuốc mê, khiến tôi mê man, rồi nhốt lại. Cho nên tôi đã gặp người yêu của anh. Tên Sotun đó hiện giờ đang ở đâu, cậu biết không? Ba Công. Bọn xã hội đen sống ở Ba Công. Anh làm gì vậy? Bây giờ anh không được ngồi dậy, vết thương sẽ bị tét ra đó. Cậu có biết đường đi không? Tôi biết. Tôi quên nói cho cậu biết, tôi tên Đức Vinh. Anh làm gì vậy? Bây giờ chúng ta đi, đi tìm bọn khốn kiếp đó tính sổ. Nè Đức Vinh, đi hướng này. Người anh cần tôi đã bắt được, nhưng chúng tôi đã tổn thất một chiếc tàu, cộng thêm đồ trên tàu trị giá 100.000 đô la Mỹ. Dựa vào đâu mà tôi cứ dậy giao người cho anh? Tốt hơn là anh hãy thải lá bài tẩy tốt nhất ra, nếu không thì chúng ta miễn bàn. Thật không? Nếu anh nói sớm thì đâu có phiền phức tới vậy. Nếu anh lo được phía bên anh, thì tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa mọi thứ. Một ván cược vậy. Kêu người của tướng quân đi nghe ngóng xem tên khốn người qua kia chết chưa. Hai đứa bay phải mở to mắt canh chừng tất cả những người lạ mặt. Đi đi.
dịch và lồng tiếng tại iFilm TV. Nè, nấp vô trước đi. Dừng xe. Anh hùng tha mạng, anh hùng tha mạng. Tôi chỉ là người giao hàng. Tôi không thấy hình dạng của mấy anh. Đừng xử tôi. Anh có sao không? Không sao. Không sao thì tốt rồi. Cho chúng tôi đi nhờ xe nha. Còn tưởng gặp phải đám cướp chứ. Nhóc con, tự nhiên lúc nãy xông ra giữa đường làm xe tôi bị lật, phải đền tiền đó. Chỗ này của tôi, còn chỗ này nữa, đều đã bị thương. Với lại đồ đạc trên xe tôi, rồi còn chiếc xe của tôi, anh đều phải đền tiền. Không có tiền. Không có tiền. Không có tiền. Hoa la. Biết băng hoa la không? Nhóc con, mày gặp rắc rối rồi. Hoa la. Anh hai, tôi thật tình tôi không biết băng hoa la. Tôi không biết, tôi không phải người của băng hoa la. Anh biết nói tiếng Hoa, đừng đánh tôi. Anh là người Hoa. Đồng bào, đồng bào, đồng bào. Cũng tại mẹ tôi sinh ra tôi ở đây. Tôi là đồng bào đã thất lạc nhiều năm với anh. Làm việc cho xã hội đen rồi. Tôi chỉ làm bộ làm tịch để hù dọa thôi. Tôi mất đi người nhà cũng không cần tới tôi. Anh nhìn bộ dạng của tôi đi. Lúc chạy tôi không nhanh, nhảy cũng không cao, nên chỉ đành chở hàng hóa để kiếm sống. Là người dân tầm thường. Người dân tầm thường. Gần đây có bệnh viện không? Có. Ở bên đó, bên đó khoảng nửa ngày đường có một bệnh viện trong làng Hòa Bình. Tôi sống ở đó. Bác sĩ bệnh viện đó tay nghề nổi tiếng khắp Ba Công, chắc chắn có thể giúp anh cải tử hồi sinh. Chưa chết chữa được không? Được được được. Anh coi cái miệng của tôi đó. Anh coi cái miệng của tôi đó. Đi đi đi. Mau mau mau. Có biết đặc sản nhiều nhất ở Ba Công là gì không? Xã hội đen. Băng Hoa La là băng nhóm mới nổi lên vài năm gần đây. Còn có một hiệp hội thương mại mua xuyên. Thế lực của họ mạnh hơn, dữ hơn Băng Hoa La. Bác sĩ Diệp ở bệnh viện đó từng cứu anh hai họ. Vì vậy họ không dám tới làng Hòa Bình gây sự. Có nhiều băng nhóm xã hội đen tới vậy. Không có ai quản lý sao? Có. Có tướng Bu Wan Li. Ông ta mới là tay trùm xã hội đen lớn nhất ở đây. Mấy người phía trước là người của băng Hoa La, rất hung dữ. Chúng còn mang theo súng bên người. Hai người cứ cúi đầu đừng động đậy, để tôi đi ứng phó. Anh Rắn, lâu rồi không gặp. Thằng mập đáng ghét, lần nào gặp mày cũng không có chuyện tốt. Mời anh hút thuốc. Chúng là ai? Nói mau. Người bà con nghèo bị bệnh nặng. Tôi đưa họ tới bệnh viện. Bị bệnh gì? Làm việc quá sức nên bệnh phổi. Sao nói nhiều quá vậy? Tao hỏi mày sao? Tính sao hả? Giấu đi. Giấu hả? Nào nào nào. Nào nào. Đi thôi.
sóng bự. Mau, bác sĩ Tiểu Diệp, bác sĩ Tiểu Diệp, ráng lên người anh em, bác sĩ Tiểu Diệp, bác sĩ Tiểu Diệp, bác sĩ, bác sĩ Tiểu Diệp, bác sĩ, bác sĩ Tiểu Diệp, từ từ thôi, đi, mau khiêng vào trong đi. Phim được dịch và lồng từ từ thôi. iFilm TV. Tại sao bị thương? Nổ, bị phát nổ. Mấy ngày rồi? 3 ngày. Sao giờ này mới đưa tới? Tiểu thất, hồ sơ. Bệnh nhân từ 25 tới 30 tuổi. Nhóm máu không rõ nhóm máu. Nhiệt độ cơ thể 39.8. Mạch đập 45 lần một phút. Vết thương ở phần bụng dài khoảng 9 cm. Miệng vết thương sần sùi, các cơ thịt xung quanh hoại tử dẫn tới viêm nhiễm, cần phẫu thuật gấp. Cứu được anh ấy không? Tôi lái xe nhanh lắm, không dám ngừng phút nào luôn. Hai người ra ngoài trước đi, tôi làm phẫu thuật cho anh ấy. Tiểu thất, đóng cửa. Xin phù hộ anh ấy bình an. Cái này của tôi linh nghiệm lắm, anh sờ thử đi. Khách sạn Hồng Phúc. Khách sạn Hồng Phúc. Chào mừng quý khách. Dừng tay. Thanh Nhàn đang ở đâu? Nói. Đứng im, cảnh sát đi. Sao rồi? Chỗ chúng tôi hết thuốc tê rồi. Hai người đè tay và chân của anh ấy lại cho tôi. Tuyệt đối không được để anh ấy nhúc nhích, biết không? Tiểu thất, đi lấy 2 sợi dây garo, cột họ lại với nhau. Họ tên Đức Vinh, địa chỉ nhà Trứng Tây Đường, xã Mãnh Lai. Mấy cái này lúc nãy có người hỏi rồi, bộ trong hồ sơ không có sao? Vừa giải ngũ, đánh đấm rất giỏi. Chứng kiến vụ bắt cóc, có phải anh nên báo cảnh sát trước không? Anh cảnh sát, có phải anh nên lập tức thẩm vấn chúng không? Rốt cuộc chúng đã làm gì với vợ sắp cưới của tôi? Được rồi, tôi hiểu tâm trạng của anh. Mong anh chú ý thái độ của mình. Tôi muốn gặp bọn bắt cóc. Chúng gồm 3 tên. Có 1 tên xăm hình con voi ở sau óc. Còn có 1 tên hơi ốm. Anh hai, cô gái này cũng không tệ. Em đi hỏi giá nha.
Anh hai, em cũng muốn đi. Đồ vô tích sự, khi nào cần, cảnh sát sẽ nhờ anh hỗ trợ. Bây giờ chỉ cần anh phối hợp. Trung thành với dân, tìm kiếm sự thật, một lòng một dạ trong công việc. Đừng qua đi. Đừng qua đi. Đau, đau, gãy tay rồi. Cô ấy đang ở đâu? Nói. Tôi nói. Đang ở bến cảng bỏ hoang gần biên giới. Giao cho người Đông Nam Á đưa đi. Anh ráng chịu một chút, đừng cử động. Tiểu thất, lấy khăn cho anh ấy cắn. Không cần. Được, vậy anh có thể nói chuyện với chúng tôi, nhưng tuyệt đối không được ngủ. Nói chuyện, vậy đi. Tôi nói anh nghe, mấy hôm trước tôi có quen với một em gái chân dài thước 8. Anh là người Hoa. Phải. Còn cô, ba tôi là người Hoa. Tôi sinh ra ở đây, sau đó sang bên đó học y. Anh làm nghề gì? Tội phạm bỏ trốn sao? Quân nhân. Là trước đây. Vậy anh tới đây làm gì? Chắc không tới du lịch đâu hả? Nếu phải thì anh tới nhầm chỗ rồi. Ba công không chào đón du khách. Phim được dịch và cứu người tại ai phim? Cứu ai? Vợ sắp cưới, bạn gái anh ấy bị băng qua la bắt cóc. Anh làm vậy là rõ ràng đi tìm cái chết. Anh biết chúng có bao nhiêu người không? Không bận tâm. Không ngờ con người cao lớn đô con như anh mà lại cũng rất si tình. Bất chấp tính mạng vì vợ sắp cưới. Anh nói thử xem, vợ sắp cưới của anh tướng mạo ra sao? Cô ấy có mái tóc màu đen, đôi mắt dịu dàng. Lúc cô ấy cười, núi băng cũng phải tan chảy. Có người tới cứu chúng ta. Có người tới cứu chúng ta. Mày đi theo bọn tao. Mấy người làm gì hả? Qua đi. Mấy người làm gì hả? Chẳng phải mày đánh giỏi lắm sao? Xong rồi. Lúc ở trong làng, chỉ có bạn bè chí cốt mới cột tay với nhau. Lấy một sợi cột cho tôi đi. Không đúng, không đúng. Lưng tựa lưng, cột tay lại, cổng hòn đá, cùng đi 9 bước. Xin Bồ Tát chứng giám, mãi mãi không phản bội.
Ở gần làng Hòa Bình có hai tên thuộc bang Hoa La bị đánh chết. Con đi điều tra đi, xử lý hai cái xác. Ba không muốn gặp phiền phức. Dẫn Sanh Nai theo, tới bệnh viện kiểm tra xem có kẻ nào khả nghi không. Dạ, thưa ba. Anh uống thuốc xong thì ngủ một giấc đi, có lẽ sẽ hạ sốt. Coi bộ tay nghề của cô rất thần kỳ. Ba tôi mới là thần y, ông đi du lịch rồi. Bây giờ anh là bệnh nhân của tôi. Tôi kêu anh làm gì thì anh phải làm cái đó. Mọi chuyện đều phải nghe theo căn dặn của tôi. Cô muốn tôi làm gì? Trong những tình huống thông thường, đầu tiên tôi sẽ kêu anh nằm xuống, sau đó thì ngủ một giấc thật ngon. Tôi là bệnh nhân đặc biệt, vô cùng đặc biệt. Là bác sĩ điều trị của anh, tôi buộc phải cảnh cáo anh, tuyệt đối không được lấy đá ghè chân tự hại mình. Vậy tôi có thể làm gì? Anh có thể nhẫn nhịn, tranh thủ tịnh dưỡng cho khỏe rồi rời đi. Đừng gây rắc rối cho tôi. Tôi đi lúc nào cũng được. Tiêu rồi. Hiệp hội thương mại Mô Trinh tới rồi. Mấy người ở yên đây đi. Có chuyện gì? Dạo này có đứa nào khả nghi tới đây không? Đã xảy ra chuyện gì? Nếu có kẻ nào khả nghi tới chỗ cô thì lập tức gọi điện báo với Trang Viên Mô Chiên. Được. Làm gì vậy? Đây đây đây, anh cẩn thận đó. Thanh Nhàn, Bồ Tát. Thanh Nhàn, đừng, đừng, đừng. Đức Vinh, Đức Vinh. Phim được dịch và lồng tiếng tại nhìn khuôn mặt phải công nhận rất giống, nhưng mà nhìn kiểu gì cũng không phải là Lan Gia. Cô ta là ai? Lan Gia hả? Là cô hai của Hiệp hội Thương mại Mô Chiên, không phải là cô vợ sắp cưới dịu dàng của anh đâu. Ánh mắt không thể làm tan chảy núi băng, làm người ta chết cóng thì có. Cô ta cũng là xã hội đen. Tôi khuyên anh, tốt hơn là đừng chọc ghẹo họ. Cô ấy là người xấu. Người xấu và người tốt có gì khác biệt? Ở đây, nếu muốn sống thì đừng thể hiện mình. Đám người lúc nãy là người của Hiệp hội Thương mại Mô Chiên, còn dữ dằn hơn băng Hoa La. Không thử làm sao biết được. Bác sĩ Diệp đã có lựa chọn rất chính xác. Mở bệnh viện ở chỗ này. Tôi hả? Vì ba, tôi tự nguyện học ngành y, tự nguyện chạy về đây. Từ trước tới giờ tôi luôn hy vọng chỗ này sẽ bình yên một chút. Nhưng mà bây giờ nghĩ lại, gì mà bình thường với không bình thường? Chỗ này không có pháp luật sao? Pháp luật quan trọng sao? Quân phiệt anh đánh tôi đập anh. Tốp này kéo tới thì tốp kia bỏ đi. Chỗ này không đánh nhau là tốt lắm rồi. Nếu anh muốn nói tới pháp luật thì chính là Tha Sung, tức là ba của Lan Gia. Ông ta nói cái gì thì là cái đó. Ít nhất thì 20 năm trước là như vậy. Nhóm quân phiệt nào cũng phải nể mặt ông ấy. Dù sao cũng phải có người lo mấy chuyện phố phường, đúng không? Quân phiệt không muốn lo mấy chuyện này. Ai làm lính cũng vậy, chỉ muốn kiếm tiền. Lính thì có lính này với lính kia. Xin lỗi, tôi quên. Trước đây anh cũng là lính.
Tôi khuyên anh một câu, tuyệt đối không được chọc ghẹo Hiệp hội Thương mại Mojin, có biết không? Chúng tôi không tìm Hiệp hội Thương mại Mojin. Chúng tôi tìm băng qua la. Anh nhỏ tiếng thôi, sợ người ta không biết sao? Lúc đi trên đường anh đã xử mấy tên rồi đó. Cái gì? Mấy anh xử người của băng qua la? Mấy hôm nay có gì khác thường không? Anh hai, mọi chuyện bình thường. Sao không thấy thằng rắn đâu hết? Thằng quỷ đó lại biến đi đâu rồi? Còn không đi tìm nó? Kêu nó chuẩn bị cho tao mấy đứa đánh giỏi một chút. Phải ngoan ngoãn ở nhà chờ tao sai việc. Còn ngay ra đó làm gì? Ra ngoài này làm gì? Anh qua đây đi. Nào nào nào. Nào nào, ngồi đi. Ngồi đi. Tôi nói anh nghe, bác sĩ Diệp không thích chém giết. Anh ngồi trong đó làm gì? Cứ để anh lính kia giải thích là được rồi. Giải thích xong thì đi ngủ sớm. Ngồi đi. Ngồi. Ngồi ngồi ngồi. Hỏi anh chuyện này. Học võ ở đâu vậy? Trong làng tập đánh cọc gỗ. Anh có muốn biết chị của anh đang ở đâu không? Anh biết chị tôi đang ở đâu sao? Bỏ tay, bỏ tay. Anh biết chị tôi đang ở đâu? Làm gì vậy? Chắc chắn tôi không biết. Có điều người bị băng qua la đưa đi có 80-90% là bị đưa tới xưởng chui quặng mỏ chui, với lại vườn trồng anh túc. Phụ nữ sẽ không làm nổi công việc ở khu quặng mỏ. Vườn trồng anh túc thì không nằm ở Ba Công, vì vậy chỉ có thể làm việc ở xưởng chui. Xưởng chui không phải là nơi dành cho con người. Mỗi ngày chỉ được ăn một bữa, thường bị chặt tay chặt chân. Người bị tàn phế cũng bị ném xuống sông cho cá sấu ăn thịt. Thảm lắm. Tôi từng nghe nói tới xưởng chui, không cho về nhà, không tìm được chỗ. Xưởng chui nằm ở đâu? Tôi không biết. Có điều cái gì? Có điều tôi biết một chỗ, không chừng sẽ nghe ngóng được. Đi, dẫn tôi tới đó. Đi. Chúng ta là anh em nên tôi mới giúp anh đó. Nhưng mà tìm được hay không thì tùy vào số của anh. Anh không được trách tôi. Đúng, đi. Anh mau thay bộ đồ khác đi. Bộ đồ này không được. Thì ra hai người anh em của anh trải qua nhiều chuyện như vậy. Chuyện là như vậy. Quân Tan ra tay rất nặng, đặc biệt với những kẻ bị cậu ấy coi là kẻ thù. Cậu ấy không biết cân nhắc chừng mực. Tôi sẽ từ từ nói chuyện với cậu ấy. Đúng rồi, lúc tôi mới gặp cậu ấy, xém chút cậu ấy bẻ gãy cổ tôi. Tới giờ cả cái cổ vẫn còn đau. Đây, phía sau. Theo tôi thấy, bóp cổ chỉ là chuyện nhỏ. Có điều đầu óc anh có vấn đề. Tôi lặp lại một lần nữa, mấy anh tuyệt đối không được cương với đám xã hội đen, nhất là băng qua la. Chúng làm gì cũng không có giới hạn. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã phát triển thế lực rất hùng hậu. Ngay cả tướng quân cũng phải nhìn chúng bằng cặp mắt khác. Nếu còn tiếp tục kiểu này, vài năm nữa Hiệp hội Thương mại Mojin không còn quyền quyết định ở Ba Công. Coi bộ cô ủng hộ Hiệp hội Thương mại Mojin hơn. Tôi chỉ là một bác sĩ nhỏ trong làng. Tôi chỉ mong sao bớt gặp mấy người gây rắc rối như mấy anh. Được, tôi sẽ đi ngay. Nè, đừng cử động. Chảy máu nữa đó. Anh ngang bướng thật đó. Phim được dịch sao đây? Sợ liên lụy tôi sao? Không phải sao? Anh biết món nợ khó trả nhất trên đời này là gì không? Nợ ân tình.
Có người trong băng Hoa La nợ ân tình của tôi, có lẽ sẽ không cho người tìm tới đây. Hiệp hội thương mại Mô Trinh cũng vậy. Ba của tôi từng cứu mạng Tha Sung. Mấy năm nay ông ấy rất chiếu cố bệnh viện chúng tôi. Thuốc men ở đây phần lớn là nhờ vào ông ấy. Hèn gì, chẳng phải mọi chuyện đều tốt sao? Ngoại trừ chuyện thường xuyên thiếu thuốc tê. Được rồi, bây giờ anh đừng suy nghĩ nữa, ráng ngủ một giấc đi. Anh cứng đầu. Rốt cuộc tới đâu hỏi? Anh đừng nôn nóng. Tùy vào tình hình, tùy cơ ứng biến đi. Anh có nghe nói tới xưởng chui không? Tôi đặt người này thắng. Anh làm gì vậy? Đưa tôi. Chẳng phải đi tìm chị tôi sao? Đúng là đi tìm chị. Vậy chị tôi đâu? Trả cho tôi. Đi tìm chị không cần tiền sao? Anh biết đường đi không? Anh không cần ăn cơm sao? Cược người này mới thắng. Sao anh biết người đó sẽ thắng? Không ai biết đánh. Em trai, bộ đánh giỏi lắm sao? Đúng vậy. Đám người của anh, tới một người thì đánh một người, tới hai người thì đánh một cặp. Vậy chúng ta cá một ván đi, một ăn năm. Nếu thắng thì lấy tiền đi, nếu thua thì để tiền lại. Được. Chắc chắn hắn biết chị của anh đang ở đâu. Đánh thắng hắn, chắc chắn sẽ tìm được chị anh. Đi. Đi. Mấy người? Sao mấy người chơi ăn gian quá vậy? Hai người luôn. Chẳng phải mày nói một người đánh được hai người sao?
Đứng lên, đứng lên, đứng lên đi. Thắng rồi, thắng rồi, thắng rồi, thắng rồi. Chị tôi đâu? Vui lên đi, sắp sửa có tin tức rồi. Thắng rồi, thắng rồi, thắng rồi. Phim được dịch và lồng tiếng tại iFilmTV. Thắng rồi, quyền dương, quyền dương, quyền dương. Anh sao vậy? Cầm đi, cầm lấy đi. Anh sao vậy? Con người của tôi trước giờ không bận tâm tới tiền. Có phước cùng hưởng, gặp họa thì anh gánh. Tôi không cần tiền, tôi cần chị tôi. Lúc nãy người đó đánh thua nên đã nhân lúc hỗn loạn bỏ chạy. Vậy đi, ngày mai tôi lại đi với anh. Tôi không tin không tìm được hắn. Tôi hỏi anh, có thật là chúng biết xưởng chui ở đâu không? Tôi hỏi rồi, ai cũng nói là không biết. Anh đừng tức giận. Sao anh ngốc quá vậy? Anh nghĩ đi, chắc chắn đám người đó cố tình không nói cho anh biết. Anh có danh tiếng không? Anh có địa vị không? Chúng có quen biết anh không? Tại sao phải nói cho anh biết? Có điều cái gì? Nếu như anh trở thành quyền dương số 1 ở Ba Công, thì tôi dám bảo đảm sẽ có cả đống người tranh giành nhau tới cung cấp tin tức cho anh. Phải làm sao? Trở thành quyền dương số 1, dĩ nhiên nhờ vào thi đấu vật. Anh tài giỏi như vậy, tới chừng đó số người dò hỏi tin tức chị của anh sẽ nhiều hơn một mình anh. Còn có người phụ nữ của Đức Vinh nữa, không thành vấn đề. Đi thôi, đừng tức giận mà. Đi thôi, đi. Cảm ơn. Mọi người không biết Quân Tan tài giỏi cỡ nào đâu. Một đấm một đá, hai thằng thẳng cẳng. Muốn đánh nhau thì tự mình đi đánh, đừng lợi dụng Quân Tan. Tôi tuyên bố, bây giờ tôi là người quản lý của Quân Tan. Quân Tan, sao cậu tới đó? Tôi đi để tìm xưởng chui. Đức Vinh, người yêu của anh không chừng cũng đang ở xưởng chui. Người yêu của anh xinh đẹp như vậy, chắc chắn bị bán vô nhà thổ rồi. Sống bự. Đức Vinh, cậu nói gì hả? Sống bự, anh còn nói bậy nữa, tôi sẽ may miệng anh lại đó. Chỉ là bên phố vàng có rất nhiều. Nhưng bây giờ anh không được bước ra khỏi cửa. Anh có biết không, vết thương của anh chỉ vừa mới hồi phục. Anh cần nằm trên giường tĩnh dưỡng. Tôi biết anh rất lo cho cô ấy, nhưng mà bây giờ anh
Vậy đi, trong các bệnh nhân trước đây của tôi có người làm bên phố vàng, tôi sẽ nhờ họ dò hỏi giùm anh, nhưng mà anh không được hành động khinh suất, có hiểu không? Phim được dịch và lồng tiếng tại iFilm TV. Cô có gặp người này không? Cô có gặp người này không? Có, đi theo tôi. Cô từng gặp sao? Đi theo tôi. Gặp ở đâu? Cô làm gì vậy? Đứng lên, chẳng phải anh thích kiểu nữ sinh sao? Biến đi. Người đâu? Người đâu? Người đâu? Này. Thank you.
Không hay rồi, không hay rồi. Có một tên điên đánh người của chúng ta. Mau đến đây. Nè, cầm lấy. Cầm lấy, không phải nói không cần rồi sao? Bác sĩ Tiểu Diệp, người ta nổi tiếng là người tốt bụng, nhưng mà mở phòng khám không cần tiền sao? Tiền từ trên trời rơi xuống sao hả? Cầm lấy, cầm lấy. Nhận đi. Nhanh nhanh nhanh, cầm đi. Đi, đi đi, trở về. Bác sĩ Tiểu Diệp, các anh quay lại rồi, trở lại rồi. Làm sao vậy? Không thấy Đức Vinh nữa. Xảy ra chuyện gì? Lúc nãy người bạn của tôi ở phố Vàng nói là có người ở đó đánh người bị thương. Phố Vàng sao? Không lẽ là anh ta? Đức Vinh đi đâu rồi? Phố Vàng là cái gì? Đi tìm anh ta. Đi xe tôi. Đi. Anh ta lái xe của anh đi rồi. Đi bộ thôi. Đi. Đứng lại. Đừng làm loạn thêm nữa. Phim được dịch và lồng tiếng tại iFilm TV. Trở về rồi. Thật xin lỗi, nuốt lời rồi. Để tôi băng bó lại cho anh. Mập à, Hiệp hội Mô Trinh. Hiệp hội Mô Trinh. Nói cái gì vậy? Về rồi à? Thật ngại quá. Mượn xe của anh. Chuyện nhỏ thôi. Bên Mô Trinh không đuổi theo anh là tốt rồi. Phố Vàng đó là địa bàn của Hiệp hội Mô Trinh à? Giờ anh mới biết hả? Xin lỗi bác sĩ Diệp. Đừng nhúc nhích. Tôi đã thu tiền. Bây giờ anh không chỉ là bệnh nhân của tôi, mà còn là khách thuê phòng của tôi. Khi nào anh đi, tôi nói mới được tính. Khách thuê phòng cái gì? Ai đưa tiền vậy? Tôi kiếm được đó. Anh dưỡng thương đi. Mập, cậu qua đây. Lại gần một chút. Còn lề mề gì nữa? Không lề mề, không lề mề. Kéo anh em tôi đi đấu vật chui đúng không? Được lắm. Cậu ta vui vẻ, tôi mặc kệ. Nhưng mà nếu như cậu có một chút ý xấu nào, tôi sẽ dọn cái đầu trên cổ cậu đi, thay bằng trái sầu riêng. Nghe rõ chưa? Mập,
rất nghĩa khí, chia một nửa tiền cho tôi. Đưa tiền đây tôi xem thử. Anh à, tôi thật sự không còn nữa. Cái đó, tôi chạy đi xem xe của tôi. Tôi hỏi qua người ở phố vàng rồi, bọn họ nói không nhìn thấy con gái Trung Quốc. Anh yên tâm đi, hễ có tin tức họ sẽ liên lạc với tôi. Bây giờ thì anh yên tâm dưỡng thương đi. Anh nói nếu như anh xảy ra chuyện gì, anh em của anh không phải liều mạng đi cứu anh sao? Quan Tân, lần trước cậu nói với tôi ở quê nhà của cậu kết nghĩa anh em thì phải làm như thế nào? Hai người lưng đối với một tấm bảng đá cùng nhau bước 9 bước, vậy thì làm phiền bác sĩ Diệp tìm giúp. Bảng đá không có, nhưng mà chỗ tôi có cái này. Cái gì vậy?